Ngày hôm nay, người dân miền Bắc đã thực sự cảm thấy cái rét của mùa đông khi mà nền nhiệt giảm xuống dưới 15 độ C, lại kèm theo mưa phùn, tạo cảm giác rất buốt cho những ai phải đi ra ngoài đường. Nhà cửa thì ẩm ướt, quần áo phơi không khô, tạo cảm giác rất khó chịu. Nếu như quý vị đang quan tâm khi nào đợt mưa rét này kết thúc, thì hãy đến với thông tin sau đây của chúng tôi. Theo số liệu ghi nhận được thì nhiệt độ cao nhất hôm nay rơi vào khoảng thời gian sáng sớm, còn càng về chiều tối nền nhiệt càng giảm thêm. Như tại Hà Nội, sáng nay nhiệt độ ở mức 15 độ thì đến 13 giờ trưa giảm xuống còn 14 độ. Nhiệt độ thấp nhất hôm nay được ghi nhận tại Mẫu Sơn, Lạng Sơn khi chỉ còn 5 độ. Dự báo tình trạng mưa và rét sẽ còn kéo dài đến hết sáng mai. Từ trưa chiều mai khi hình thế gây mưa suy yếu, trời sẽ khô ráo trở lại. Tuy nhiên nền nhiệt vẫn ở mức thấp do chịu sự tác động của gió mùa đông bắc. Phải sang đến 2 ngày nghỉ cuối tuần nhiệt độ mới có xu hướng tăng nhẹ trở lại. Trời chỉ còn rét đậm ở khu vực vùng núi cao, thậm chí một số nơi còn xuất hiện nắng vào trưa chiều, rất thuận lợi cho các kế hoạch vui chơi ngoài trời dịp cuối tuần của các gia đình.